tôi mới về sau lần lần cưới xong rồi mới là làm giấy tờ xong bên đây xong rồi mới đầu cưới nguyên gia đình về bển, thì bển xong mới làm giấy tờ bên đó cái nữa, rồi bắt đầu mới cưới lại làm bên đó nữa, lại tính xong cái trơn rồi cuối cùng lại này mấy được.